Chào mừng các bạn quay trở lại với Valorant Champion Tour Việt Nam. Và trước mặt chúng ta là sân khấu của VCT Pacific năm 2023. Cặp trận đấu của Dragon League cũng như là Global Esports sẽ được diễn ra ngay sau đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tín hiệu của round thi đấu Pistol đầu tiên. Hãy cùng nhau xem lợi thế tạm thời sẽ nghiêng về cho Global Esports hay là các thành viên đại từ GOX. Panji tuyệt vời như thế nào, trong khi trước đấy tôi nhìn thấy được những toàn đủ tỏa sáng của Marco vượt qua đã kêu khá đáng tiếc cái chạy mình đã không đem về những đủ tỏa sáng của bọn A quản Mỹ. Nhưng không sao, Obi sẽ là người tiếp theo có thể nói bước vào vòng chế và đây sẽ là đối chủ động bắt người. Thì đây Foxy lại có bạn và thậm chí là Stan cũng có được cho mình các bạn góc cây và đấy là bạn thứ ba. Và rõ ràng là chúng ta đang đến một kết cục sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên để từ DS đội tuyển đại diện cho khu vực Hàn Quốc.